Mến chào quý vị khán giả đang đến với chuyên mục Sống Vui Sống Khỏe của chương trình Thành Phố hôm nay. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thực hiện quy định của Bộ Giao thông Vận tải về điều chỉnh tăng tốc độ xe, sẽ thu hồi 291 biển báo giao thông không phù hợp và bổ sung 174 biển báo giao thông mới. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn duy trì 2 biển báo cho xe chạy tốc độ dưới 50 km/h, gồm tại cầu vượt ở nút giao thông Cát Lái quận 2 do bán kính cầu Công và ở trường hầm sông Sài Gòn quận 1 và quận 2. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết sẽ xem xét điều chỉnh nâng tốc độ trên một số tuyến đường trục chính gồm các đường như Điện Biên Phủ, xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt. Ngoài ra, Sở cũng sẽ tiến hành lắp đặt bổ sung 8 biển báo bắt đầu là khu đông dân cư và biển hết khu đông dân cư tại 4 vị trí trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Thành phố Hồ Chí Minh Long An Tiền Giang, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây, Thành phố Hồ Chí Minh Đồng Nai và phà Cát Lái quận 2. Tập đoàn Takashi Maya được thành lập vào năm 1831 tại Kyoto, Nhật Bản với mô hình là cửa hàng bán quần áo. Đến nay, sau hơn 180 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ bán lẻ, Takashi Maya thành lập 19 trung tâm thương mại đẳng cấp tại Nhật và 3 trung tâm tại các quốc gia khác trên thế giới. Tập đoàn Takashi Maya Nhật Bản quyết định phát triển trung tâm thương mại Takashi Maya tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, cũng là điểm đến đầu tiên của Takashi Maya tại khu vực Đông Nam Á. Tọa lạc trên đường giao lộ Lê Lợi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, trung tâm thương mại Takashi Maya có diện tích hơn 15.000 m², gồm 5 tầng bao gồm các nhà hàng thời trang, mỹ phẩm cao cấp, đồ dùng trẻ em và khu ẩm thực, với số vốn đầu tư lên đến 75 triệu USD, chiếm một phần quan trọng trong dự án mở rộng và phát triển của Sài Gòn Central. Trung tâm thương mại Takashi Maya đầu tiên tại Việt Nam này chính thức khai trương và đi vào hoạt động, mang đến trải nghiệm mua sắm thú vị, mang đậm phong cách Nhật Bản cho người dân trong thành phố. Bên cạnh đó, trung tâm còn có những dịch vụ giải trí và thư giãn với phong cách đẳng cấp. Chúng tôi tin rằng trung tâm bán lẻ cao cấp mang tiêu chuẩn quốc tế của Takashi Maya sẽ nâng cao chất lượng kênh phân phối hiện đại trong Thành phố Hồ Chí Minh. Môi trường kinh doanh và tiêu chuẩn dịch vụ sẽ từng bước sánh bằng với các thành phố lớn khác trên thế giới. Chúng tôi có thể nói rằng được tham gia vào dự án khai trương một trung tâm thương mại đã cho chúng tôi được vinh dự đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử Takashi Maya. Và tôi lấy niềm tự hào khi thấy rằng đây là một dự án được mong đợi nhất trong lĩnh vực trung tâm thương mại tại Việt Nam và cả sự đóng góp cho sự phát triển trên đất nước này. Với tinh thần đặt con người lên hàng đầu, Takashi Maya Việt Nam mang đến trải nghiệm mua sắm với các thương hiệu quốc tế và dịch vụ tiêu chuẩn Nhật Bản cho người dân trong khu vực nhằm tương thích với sự phát triển của Takashi Maya, Singapore trong khu vực và các nước Đông Nam Á. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sống Vui Sống Khỏe. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình.